Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Honda Long Biên. Trong video này, Honda Long Biên sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn về chương trình khuyến mại, chương trình giảm giá mới nhất của dòng xe Honda City ạ. Và mức giá lăn bánh mới nhất của từng phiên bản Honda City. Tại thời điểm tháng 5 này, cũng là tháng cuối cùng của chương trình giảm 50% thuế trước bạ dành cho xe ô tô lắp ráp trong nước. Ngoài ra, anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký ngay để cập nhật những khuyến mại mới nhất đến từ đại lý Honda Long Biên. Và đầu tiên em xin giới thiệu chiếc xe Honda City phiên bản RS ạ. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe Honda City đấy ạ. Với mức giá niêm yết là 599 triệu. Hiện tại, đại lý Honda Long Biên đang áp dụng chương trình khuyến mại cho bản RS gồm có: đó là tặng gói tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe là 10 triệu ạ. Và ngoài ra tặng thêm gói phụ kiện trị giá 40 triệu. Và giá lăn bánh của chiếc xe Honda City phiên bản RS tại Hà Nội là 647 triệu. Trả góp hiện tại đang là 175 triệu ạ. Còn ở tỉnh giá lăn bánh là 623 triệu. Trả góp hiện tại đang là 152 triệu ạ. Và ở dưới phần mô tả của video em có để một đường link nhận báo giá. Anh chị và các bạn muốn nhận báo giá xe, tổng chi phí lăn bánh, mua trả góp, lãi suất ngân hàng như thế nào thì hãy để lại thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe quan tâm. Em sẽ gửi lại một cách chi tiết và cụ thể nhất ạ. Tiếp theo em gửi tới anh chị và các bạn chiếc xe Honda City phiên bản L ạ. Với mức giá niêm yết là 569 triệu. Hiện tại đại lý Honda Long Biên đang áp dụng chương trình khuyến mại cho bản L gồm có: đó là tặng gói tiền mặt trị giá 10 triệu cùng gói phụ kiện trị giá 40 triệu ạ. Và chiếc xe Honda City phiên bản L này lăn bánh tại Hà Nội đang là 615 triệu ạ. Trả góp hiện tại đang là 170 triệu. Còn ở tỉnh giá lăn bánh hiện tại đang là 591 triệu ạ. Trả góp hiện tại đang là 145 triệu ạ. Anh chị và các bạn muốn biết cụ thể chương trình khuyến mại, chi tiết lăn bánh hãy gọi hoặc nhắn tin Zalo cho em theo số điện thoại ở phía góc dưới màn hình. Em sẽ gửi lại một cách chi tiết và đầy đủ nhất ạ. Và tiếp theo em xin giới thiệu tới anh chị và các bạn chiếc xe Honda City phiên bản G ạ. Với mức giá niêm yết là 529 triệu ạ. Hiện tại đại lý Honda ô tô Long Biên đang áp dụng chương trình khuyến mại cho bản G gồm có: tặng 10 triệu tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe và gói phụ kiện trị giá 40 triệu ạ. Và giá lăn bánh Honda City phiên bản G tại Hà Nội đang là 573 triệu ạ. Trả góp hiện là 155 triệu. Còn ở tỉnh giá lăn bánh hiện tại đang là 550 triệu ạ. Trả góp hiện tại đang là 135 triệu. Vậy là trong video này em đã giới thiệu tới anh chị và các bạn về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại của chiếc Honda City cho cả 3 phiên bản rất là chi tiết và cụ thể rồi đấy ạ. Anh chị và các bạn thấy video hay, hãy like và đăng ký kênh để cập nhật những khuyến mại mới nhất đến từ đại lý Honda Long Biên. Em xin phép dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video ạ.